bộ phim Thánh Marty de Porres. Lima, nước Peru. Andy, Tommaso. Tommaso, Andy. Andy. Xin thượng quan đừng dây mình vào những cuộc cãi vã với Tổng giám mục Toribio. Chỉ có nguy hiểm mà thôi. Một người dân Tây Ban Nha mới bị ám sát. Cần phải chôn cất thi hài và bắt giam tên giết người. Muốn tôi thượng quan đã tóm được tên sát nhân, nhưng hắn lại xin tổng giám mục bênh vực. Ông ấy sẽ ra vào tuyệt thân cho tất cả chúng ta mất. Nhà thờ không phải là nơi trú ẩn của những tên phạm pháp. Cháu Hoàng, cháu Hoàng. Đây, lại đây, mình cho bạn cái này đây. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chết rồi, không biết chị ấy làm sao thế này. Có ai gọi Zoom? Có ai gọi Zoom cho bà đỡ không? Bà ấy sắp xanh rồi. Muôn tâu thượng quan, tên giết người luôn được Tổng giám mục và giáo hội che chở. Xin thượng quan đừng chống lại họ nữa. Đưa tù binh ra đây. Nhân danh hoàng đế, mở cửa ra. Hãy trả tự do cho tù nhân. Đây là đất thánh. Đất sẽ nuốt chửng bọn mày. Tao chỉ thi hành bổn phận thôi. Nếu các người không thả tù nhân ra nội trong 24 giờ, các người sẽ bị vạ tuyệt thông. Các người sắp bị ra vào tuyệt thông rồi đấy. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi đâu có làm gì nên tội. Tổng giám mục Toribio đấy phải không? Mẹ ơi, mình phải chăm sóc cho bà Matteo. Mẹ cháu có chết không? Đừng buồn, Martina. Bà này phải chết. Chuyện phải xảy ra như thế. Đã đến lúc bà ấy phải ra đi. Mẹ ơi, khi bà ấy gần chết, bà ấy cầm tay con sợ quá. Có phải là ma quỷ làm như thế không hả mẹ? Không, con yêu ạ, chẳng bao giờ. Con sợ, nhưng có thể đó là cách Chúa làm. Nhưng thôi, con phải quên đi. Và đừng bao giờ nhắc lại nữa, bởi vì ở đây người ta ghét người da đen lắm, gọi là bọn phù thủy. Nếu bố sống ở đây chẳng ai khinh chúng ta được. Tại sao bố lại bỏ đi? Khi nào thì bố sẽ trở lại? Juan Federico Blanco là người da trắng duy nhất tương quan bất chính với một phụ nữ da đen. Nếu chỉ thỉnh thoảng anh ta mới tới gặp cô này thì chuyện cũng chẳng có gì là lớn lao. Thế nhưng thằng cháu tôi lại muốn con này sống ở Lima. Nó đã sanh cho thằng này 2 đứa con. Và nó còn ngu xuẩn đến độ muốn hợp thức hóa cho chúng nữa. Có thể anh ta cho đó là bổn phận phải làm. Bổn phận cái quái gì? Ăn bánh thì trả tiền, chứ có gì mà phải lo. Việc gì phải uổng thân trai cho con mụ ác quỷ đó? Hả? Tôi không thể hiểu được nó. Anh ấy là người có địa vị và tham vọng. Tôi tin là anh ấy đã suy tính kỹ lưỡng, thưa ngài. Tôi cũng mong thế đấy, thầy thuốc ạ.
Tôi luôn nghĩ rằng nó là đứa sống rất có nguyên tắc. Ngay bây giờ nó đang có uy tín rất lớn ở Lima này, ai mà chẳng biết đến nó. Thế nhưng chuyện này sẽ làm nhục nhã cho cả dòng họ nhà Alcantara. Martin, con cứ phạm đi phạm lại hoài. Con lại không vâng lời mẹ nữa rồi. Con đem cho người nghèo tất cả những gì mẹ nhờ. Con đi mua tiệm tạp hóa. Mẹ ơi, họ chẳng có gì cả. Thì sao nào? Mình giàu lắm hả? Con là ai mà lại phải nuôi người ta? Họ phải nuôi lấy chính mình chứ. Mẹ phải đánh cho con một trận mới được. Anna, cứ để kệ nó. Anh đấy à? Bố. Janita con. Gặp lại con. Bố mừng xiết bao. Cuối cùng thì anh cũng trở lại đấy. Janita, lại chơi với em con đi. Anna, anh biết em buồn anh lắm. Tôi buồn hay vui chẳng có gì là quan trọng cả. Người da trắng các ông đâu cần biết chúng tôi buồn vui thế nào. Em biết không phải là như thế. Anh là thứ người vô tâm nhất trên trần đời. Anh là nhà quý tộc vĩ đại. Nhưng anh chẳng thấy được gì cả. Anh chẳng hiểu được điều mình làm. Anh sợ từ nhỏ. Chắc chắn là từ lâu rồi. Bởi vì anh có công việc hệ trọng ở One in Queen. Nhưng đúng là như thế đấy. Anh có một việc thật quan trọng ở White Queen. Chính vì thế anh không thể đến sớm hơn được. Anh bỏ mẹ con em rồi. Chúng cũng chẳng nhớ nổi anh là ai nữa. Thế mà bây giờ anh là muốn đem chúng đi sao? Vào trong đi Martin. Mình núp xem bố nói gì. Như thế là nghe lén. Chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chắc chắn rồi Anna. Anh biết mẹ em thật là người vĩ đại. Và em đã cho các con mình một nền giáo dục Kitô giáo thật tốt. Nhưng bây giờ chúng cần anh. Nhưng cho đến hôm nay chúng đâu có cần anh. Anh có tiền cho chúng đi học mà. Martin biết đánh vần, còn Joata thì đang học. Anna, ở đây đen hay trắng ai cũng khinh chúng nó cả. Thế còn ông cậu của chúng, ngài Diomo da Miranda, ông ấy có chấp nhận chúng không? Chúng sẽ ở với anh. Anna, nhìn đây. Đây là giấy chứng nhận. Chúng nó đã được hợp thức hóa rồi. Anh có nhớ ngày bé Martin chào đời không? Hôm đó chuông reo thật rộn rã. Chúng báo tin ngày lễ trọng kính mẹ vô nhiễm nguyên tội. Còn anh thì luôn giữ một khoảng cách. Trong khi cha Antonio rửa tội cho con mình. Chỉ có một ít người hàng xóm là có mặt. Buổi lễ hôm đó thật là đơn sơ. Từ nay con chị là Kitô hữu rồi. Chúng tôi mong rằng ơn Chúa sẽ luôn ở cùng cháu. Và Đức Trinh Nữ sẽ vui mừng về một cháu bé kháu khỉnh như thế này. Rồi anh xin cha đừng viết tên anh trong sổ gia đình. Bởi vì như thế là không tiện. Hôm nay là thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 1579. Cha Antonio Polanco, quản sứ giáo sứ Thánh Sebastiano, đã rửa tội cho bé Martin, là một bé trai lai da đen, con của bà Annabella Quest, một phụ nữ da đen được phục hồi tự do trong thành Panama, không rõ gốc gác. Không rõ gốc gác. Cây này trồng xong rồi. Lạy Chúa, xin ban lương thực cho những người đói. Em có chắc ngài nghe tiếng em không? Em không thấy là trời cao quá không? Nhưng Guayaquil còn xa hơn nữa. Tha lỗi cho anh Anna, tha cho anh. Anh không phải là người tốt đâu. Anh chỉ biết thương con cái của anh trong bóng tối, chẳng khác gì một tên hèn. Anh chẳng dám hứa với em rằng anh sẽ thay đổi. Nhưng ít ra em phải cho anh một cơ hội để anh làm gì đó thêm cho chúng. Hơn là chỉ biết khóc than. Cứ đem chúng đi. Cứ đem các con tôi đi. Nếu đấy là thánh ý Chúa. Đi thôi Martin, đi thôi em ạ. Đi nào Martin. Các người tính làm gì với tôi đây?
Thả tôi ra, tôi vô tội mà, thả tôi ra. Bọn quỷ. Thưa ngài Diego, xin ngài hãy xét lại phán quyết của mình đi. Giết chết nó đi, xin ngài xét lại phán quyết của mình. Các người làm gì thế này? Mẹ ơi, người đó bị sao vậy? Không sao cả con ạ, không sao cả. Theo ngài, ta nên làm gì ngài bá tước? Chẳng lẽ triều đình không được hành động theo sự công chính của mình à? Giết hắn cũng chẳng lấy lại được những gì đã mất. Bọn lính rất sợ tổng giám mục. Và những xung khắc giữa ngài với Chaturibo có thể làm tất cả chúng ta phải bị vạ tuyệt thông. Dĩ nhiên chẳng ai trong chúng ta muốn xuống hạ ngục đời đời đâu. Quân bay đâu? Xiết cổ thằng khốn lại. Công lý phải được thực hiện. Binh sĩ rút lui. Ta đi thôi. Cha Toribio, ông sẽ bị rút phép thông công đấy, bá tước ạ. Tôi chỉ thi hành bổn phận. Khi tôi làm đúng theo lệnh của lãnh chúa, tôi chịu mọi trách nhiệm. Ông đã tạo thêm một bà quá và một đứa bé mất cha. Hãy tháo xác người này xuống và đem chôn trong đất thánh. Sao ngài lại đem bọn này lại đến nhà ta? Con nhỏ không đen như thằng bé chẳng khác gì mẹ nó. Nhà này không phải là chỗ chứa chúng đâu. Cậu ơi, Juanita và Martin là con của cháu. Cậu phải chấp nhận chú là dòng máu của cậu chứ. Không đời nào. Máu của tao không có lai tạo. Tổ tiên nhà này chưa hề có ai bị xử tử bằng ngọn giáo hai lưỡi của Thánh Benito đâu. Dòng họ nhà này cũng chưa hề nhiễm máu của dợ mò. Còn cháu chẳng khác gì một tên điên. Cháu đã ném ngọc trai cho loài heo. Cháu chát cho cháu lên dòng họ nhà Alcantara và bôi nhọ tên của cha cháu đấy. Nhưng thưa chú, cháu xin đề nghị, cậu không muốn nghe gì cả. Xin cậu là muốn nghe cháu nói. Được, nói đi. Chúng ta có thể nuôi chúng nó ở đây một cách bí mật, như thế không gây dư luận gì cả. Juanita, trong tư cách là con gái của một nhà quý tộc Tây Ban Nha, có thể sống trong tu viện. Còn bé Martin có thể ở lại đây để có thể được học kèm. Nếu cậu không chấp thuận như thế, thì cháu sẽ rời đi nơi khác. Được rồi. Chúng nó có thể ở lại đây với một điều kiện. Bảo chúng nó tránh khuất mắt tao. Tao không muốn ăn cùng bàn với bọn chó hoang. Con chẳng được tin tức gì về con cái của con cả, thầy Sáu ạ. Giờ đây con chỉ muốn chăm sóc cho cái cây chanh mà thằng Martin đã trồng nó trước khi nó ra đời. Nếu thầy thấy được cành lá xanh tốt của cây đó, con nghĩ hai đứa đó đang lớn mạnh như thế đấy. Anna, tôi biết chị rất khổ tâm. Thế nhưng chị làm như thế là đúng. Bởi con cái của chị là mưu duệ của tầng lớp quý tộc Tây Ban Nha. Chúng được quyền có tương lai tươi sáng. Thưa thầy, thời gian chẳng thay đổi được gì cả. Con cái của con chẳng bao giờ được tầng lớp quý tộc chấp nhận đâu. Chị phải tin tưởng Anna, trong đời còn biết bao điều tồi tệ hơn. Không có cách nào điều trị tốt hơn sao? Muốn hay không muốn, chúng tôi chỉ biết được tới đó thôi. Xét cho cùng thì bọn hạ tiện này biết cái gì về ngày thúc thang? Bọn chúng là loài lạc đạo, chỉ biết thờ mấy con dê sổm. Đừng có đụng vào tôi nữa. Cả mày nữa, đừng có đụng vào tao nữa. Cút đi, đồ chó hoang. Martin, tại sao con lại vào đây? Làm sao con lại vào đây được? Con tính làm gì thế này? Bố ơi, con chỉ đến để thăm ông cậu thôi. Sao lại đụng vào tay ông? Thưa thầy thuốc, sức khỏe tôi thế nào?
thể xác thì đỡ hơn, nhưng linh hồn thì tệ lắm. Áp huyết của ông đỡ hơn trong vòng ít ngày, nhưng trái tim của ông thì vẫn luôn chai đá. Cút cha mày đi, đồ chết tiệt! À, bộ thổ dân này giết tôi chết rồi! Ngưng lại đi! Martin, tốt hơn, con đi đi. Tôi cảm ơn cô. Xin cô làm ơn ra ngoài với cháu bé. Con đến để lấy một cây nến. Ngoài tối mò chẳng nhìn thấy gì cả. Cô lấy cho thằng bé cây nến dùng. Con đi ngủ đi Martin. Thưa ông, con đi lấy cho cháu. Chào ông. Tối nào cũng cùng một chuyện. Cái thằng chó ngoan đến nói với con thổ dân kiếm cái cây nến trước khi nó đi ngủ. Anh có bao giờ hỏi tại sao không? Cháu biết cậu ạ. Cháu biết lắm. Thằng bé thắp nến để cầu nguyện cùng Chúa Giêsu. Cháu thấy hầu như tối nào nó cũng làm như thế. Thế cậu không biết rằng đây là chuyện thật tuyệt vời. Một thằng bé lại biết nói chuyện với Thiên Chúa từ đáy tâm hồn của nó à? Bố con anh điên hết cả rồi. Lạy Chúa, con xin Chúa chăm sóc cho mẹ con, để mẹ đừng buồn khi con vắng nhà. Và xin gửi một thiên thần xuống để mẹ biết Chúa yêu mẹ con tới cỡ nào. Con chúc Chúa ngủ ngon. À, cậu đến thăm tớ đấy hả? Đúng rồi, mình cũng thấy trong căn nhà to lớn này mình rất cô đơn. Chán nhất là cái lão già ấy. Mình thật sự mong mình có thể trở về Lima lắm. Mình mong lắm đấy. Cậu có biết không? Khi tớ ngủ, tớ thấy giống như con chim tự mình bay trong đêm. Mình bay qua biển và sau cùng thì mình về tới nhà của mẹ mình. Và trong khi mình tới đó, mình ôm lấy mẹ mình và mình thấy lòng mình thật ấm lại. Mình chẳng còn thấy sợ hãi gì nữa cả. Chính vì thế, lúc nào mình cũng xin Chúa cho mình mơ thấy mẹ mình. Chào chú Marcelo. Cháu Martin, cháu có khỏe không? Dạ, cháu khỏe lắm. Ông Diego có khỏe không? Cháu biết điều đó hơn, rõ hơn chú mà. Martin, khi cháu cầm tay ông ấy, cháu cảm thấy gì? Chẳng cảm thấy gì cả, chỉ biết ông ấy khỏe hơn. Rễ này là rễ cái gì thế chú? Cháu nhìn chiếc rễ này đi. Nó có tên là linh đam, nó giúp hạ nhiệt trong cơ thể. Còn loại cây này là một thứ thảo dược giúp cháu tăng lực. Chú Marcelo làm muốn dạy cho cháu thêm đi, từ từ, từ từ. Nhìn kìa, thầy giáo của chú đấy. Tổ tiên của họ đã dạy công hiệu của các thứ thuốc. Người cổ Luca, Inca biết ở trong vùng đất họ hơn là chúng ta nhiều. Họ đã sản xuất được nhiều thảo dược để trị đau nhức, hạ thân nhiệt cho mình đấy. Họ còn hồi còn ở Lima, cháu thường đến tiệm thuốc của ông Mateo. Cháu ở trong ấy, cháu đã học được mãi đấy. Chú thích lắm. Chú sẽ dạy cho cháu những gì chú đã học được ở nơi thổ dân. Mình bắt đầu chứ? Vâng. Nhìn cái rễ này này. Đây nhá. Các con tôi có khỏe không? Mọi người đi lối này. Xin đem lại phía sân sau đây. Xin bước lên đi. Chào Marcelo, xin chào ông Diego. Sắp lên đường à? Lên đường đấy hả? Dạ phải. Tôi thấy cháu Martin khám bệnh thật là chuẩn. Tại sao cứ phải nhắc tới cái thằng chó hoang đó? Phải, thưa ngài Diego. Chính cậu bé đã sắc chén thuốc tôi trao cho ông đấy. Thật ra, chính cậu ấy đã giúp ngài mạnh lại. Cậu ấy thông minh quá và chỉ có chữa bệnh cho người ta. Tôi đã ra lệnh cho Doan để giúp cậu bé. Vì thế Martin có thể rành nghề thuốc. Thế nhưng với điều kiện là cậu ấy phải bỏ Lima để trở lại đây. Anh đang mất thời giờ lắm đấy. Cái thằng chó hoang đó chẳng bao giờ biết làm thầy thuốc hay bất cứ làm cái thứ nghề gì đâu. Tôi chắc chắn như vậy. Tôi xin lỗi thưa ông Diego. Phải nói rằng thiên kiến đã làm cho ông không nhìn rõ được sự thật. Chắc ông phải quảng đại hơn một chút đối với Martin đấy. Chó, mèo và chuột không bao giờ được chung bàn với con người. Ông Marcella. Chắc ông hiểu tôi chứ thưa ông. Tôi hiểu ông lắm thưa ông Diego. Chúc chuyến đi bằng an nhé. Vâng, tôi xin phép ông. Cột mọi thứ chặt vào. Chuyến đi này xa lắm đấy.
Thưa ngài Diego. Thưa ngài Diego. Có gì vậy? Dạ có một lá thư gửi ông đây ạ. Xin chào ông. Có gì vậy cậu? Xem đi cháu. Năm trước En Villa chỉ định cho cháu làm tổng quản thành Panama. Chúc mừng nhé cháu ạ. À. Đây là điều cháu đã từng mong đợi có phải không? Đúng thưa cậu. Đây chính là điều cháu mong ước từ lâu rồi đấy. Chờ cậu đã. Thử chai rượu Alcante này đi. Cậu đã để dành nó suốt 4 năm nay đấy. Để mừng ngày cháu được thăng chức đấy. Chúc mừng. Dạ chúc mừng. Có gì vậy? Cậu thấy cháu có vẻ buồn. Cháu không hài lòng sao? Dạ không, cháu hài lòng lắm. Cậu hiểu ra rồi. Việc thăng chức có làm cho sự việc thay đổi một chút ít đấy. Và cháu phải bỏ mấy con chó hoang, có phải không? Dạ, đúng thế đấy. Đã tới lúc con cái trở thành gánh nặng cho anh rồi. Anna, đây là quyết định gây cho anh nhiều đau đớn nhất. Nhất là khi nghĩ đến quyền bính của anh ở Panama chứ gì. Anh còn đau buồn hơn nhiều đấy. Đây là ưu tiên của anh, em hiểu. Và lại, nếu con trai của em về với em thì em sẽ rất sung sướng. Em đâu có phải nhục nhã vì chống giống như anh đâu. Đừng nói khó nghe như thế Anna. Anh đã luôn dành thời gian cho chúng nó mà. Anh bỏ tù Juanita trong một tu viện. Chủ nhật nào anh chẳng đến thăm con. Này Anna đây, anh thấy chúng lớn lên từng ngày, anh có rất nhiều hy vọng, nhất là đối với Martin. Nó có thể trở thành một thầy thuốc giỏi đấy. Thầy thuốc à? Phải. Thế dòng suối đã trở thành một con sông từ khi nào vậy nhỉ? Martin rất thông minh và sùng đạo. Trước khi lên đường, anh đã sắp xếp để cho con có thể theo học. Anh hứa với em là con sẽ chẳng phải thiếu gì cả. Chúng nó chỉ thiếu anh thôi. Làm cái nghề cắt tóc này, chúng tôi vừa cắt tóc lại vừa mổ cho bệnh nhân. Martin đang học cách dùng dao cạo, nhưng cũng dùng dao mổ nữa. Để cạo sạch, nhưng cũng để cắt đi ung nhọt. Cậu bé đang được chính ông Marcelo Rivera đào tạo đấy. Tôi nghe người ta nói cậu bé rất giỏi chăm sóc, nhưng ai tới đi xin chữa bệnh có đúng không? Bởi vì Martin hết sức có năng khiếu để chữa người bị bệnh, người đau yếu và những ai phải đau đớn. Cậu bé tự làm, chẳng bao giờ mà tôi phải nhắc bảo cậu ấy. Tôi chẳng bao giờ phải bảo cậu ấy phải làm bổn phận của mình cái này cái kia. Ồ, giá mà ông được tận mắt nhìn cậu ấy làm tiểu phẫu nhỉ. Tôi hy vọng là tôi chẳng bao giờ phải gặp rắc rối như thế nếu chú muốn. Martin học rất mau. Với những mẫu cậu ấy tự chế tạo, nào là thuốc nước, siro, thuốc kem này, cậu ấy trở thành một thầy thuốc tầm cỡ rồi đấy. Nhớ dặn cậu ta phải rất cẩn thận khi dùng thảo dược. Chắc ông không muốn cậu bé gặp rắc rối với tòa thánh có phải không? Mấy ông cha mà thấy chuyện này chắc chẳng để yên đâu. Lúc ấy, có làm đến lãnh chúa như tôi cũng chẳng giúp gì cho cậu ấy. Đừng lo, thưa ông Figuera. Martin chẳng bao giờ rơi vào tình huống đó đâu. Martin thật sốt sáng, thật thánh thiện. Và đang chuẩn bị chịu phép bí tích thêm sức đấy. Thưa cha. Con xin lỗi đã làm gián đoạn giờ đọc kinh của cha. Thế nhưng con xin cha giải tội cho con. Con là Martin de Porres, con của bà Anna Velasquez, thuộc hội mân côi của giáo xứ Paramos. Con sắp được lãnh bí tích thêm sức. Và con phải bàn hỏi với một người khôn ngoan. Cha sẽ nghe lời con xưng. Con đã phạm tội gì nào? Con rất muốn tẩy sạch những gì con nghi ngại, nhưng con lại sợ. Mẹ con cấm không cho con được nói đến điều ấy. Nhưng ý nghĩ này, nó làm cho con thiêu cháy lòng từ sáng cho đến tối, cha. Con rất là khổ tâm. Con đã làm gì vậy, Martin de Porres? Đó là một cảm giác con đã có từ bé. Bất cứ khi nào con đứng trước người bệnh, người hấp hối, và nếu
con đụng vào họ, con chạm vào ngón tay của họ, thì có chuyện gì xảy ra cho họ? Con cảm thấy giống như họ nói chuyện với con, giống như trí con hiểu được họ, và lòng con nói cho họ biết họ còn sống được bao lâu nữa. Con thật thấy lòng vẫn bình an chứ? Vâng. Nhưng đồng thời con cũng rất đau đớn vì con thấy người khác phải đau đớn. Hãy nói cho cha hay. Thưa cha Torino, con không hề nghĩ cha lại ở đây. Xin cha tha lỗi cho con. Hãy nắm lấy tay cha đi và nói cho cha hay. Con thấy thế nào? Sao liệu cha có sắp chết không? Dạ, cha sắp chết. Vậy đã tới lúc cha phải từ biệt Lima rồi. Liệu cha có còn được phép tranh cãi với bọn lính canh nữa không? Còn con, bé Martin, con không phải sợ hãi gì cả. Con được ơn là Chúa ban cho con, cũng như Ngài đã ban cho cha vậy. Cha được đặt ân sức dầu trên trán con như cha đã làm cho Thánh Rosa de Lima, và cha nhân danh Thiên Chúa, cha phú trên con sức mạnh thần linh, và như thế thành Lima này sẽ được thấy đặc ân của con, và họ sẽ gọi con là ông thánh Gia Đen thành Peru. Mẹ ơi, con xin phép mẹ cho con được gia nhập thầy dòng Đa Minh, dòng Mân Côi à con? Con đã muốn từ lâu rồi. Con ước ao được tận hiến cho Chúa. Con đã nói với bố con cho Martin, bố muốn con làm thầy thuốc cơ mà. Nếu đi tu, con sẽ trở thành một người hữu ích. Con còn quá trẻ, làm sao có một quyết định cao trọng như thế được? Ở tuổi con, chẳng cậu bé nào biết mình muốn gì đâu. Mẹ ơi, xin mẹ cho phép con đi. Một mình mẹ không thể lấy nổi quyết định này. Mẹ đề nghị con viết thơ hỏi cha, rồi đợi cha con trả lời. Thơ từ thì gửi rất lâu, con lại chẳng muốn chờ đợi mẹ. Mẹ giúp con với mẹ ơi. Thưa ông, tôi xin phép được nói chuyện với cha bề trên, cha Francisco La Vega. Chuyện khẩn trương lắm, thưa ông. Con trai của tôi muốn gia nhập hội dòng. Chúng tôi vào được chứ? Thưa cha, từ hồi cháu còn bé tí, cháu chỉ thích suốt ngày cầu nguyện trong nhà thờ. Và từ hôm cháu rời Gabriel Queen về nhà, ngày nào cháu cũng dậy từ lúc hừng đông đi giúp lễ buổi tối sau khi làm việc xong. Bà có nói rằng cậu nhỏ đã từng làm trợ lý cho một thầy thuốc phẫu thuật. À, vâng, thưa cha, cháu theo giúp ông Matteo và ông Marcello Rivera. Họ đều nói cháu tốt lắm. Tại sao bà lại cho cháu vào dòng? Một đứa con tài giỏi như thế phải giúp mẹ chứ, có phải không nào? Bà hiểu tôi chứ? Thưa cha, con không muốn dành riêng cháu cho một con thôi, vì con không phải là người ích kỷ. Thật là không may, tôi không được phép nhận cậu ấy, bởi vì cậu ấy là con lai, trừ trường hợp cậu ấy muốn làm trợ sĩ. Dạ con hiểu thưa cha, và các trợ sĩ không bao giờ làm linh mục dòng Đa Minh được đâu. Còn con, cậu bé, con có chắc chắn về quyết định của mình không? Dạ chắc. Rất nhiều lần con đã suy niệm về những hy sinh của con Thiên Chúa, và con rất hăng say tìm cách để phục vụ người. Chẳng phải chỉ là lời nói của cậu thỉnh sinh này đã chinh phục được cha, mà là hạnh kiểm của cậu ấy, cách nói năng, nghị lực của cậu ấy. Có một gì đó trong cặp mắt đen lay lay của cậu ấy, thật là trung thực, thật là cao thượng, nhưng lại rất là ngây thơ. Cha thấy buộc lòng, là buộc lòng phải chấp nhận quyết định của cậu ấy, thầy Lorenzano ạ. Nếu cậu ấy gia nhập với tư cách là trợ sĩ, cậu ấy sẽ phải giúp dọn dẹp, lau chùi và giúp các hội viên dọn phòng của họ. Cậu ấy phải giúp ở lại tất cả những nơi cần thiết, ngoài vườn, trong phòng bệnh, và dĩ nhiên là cả trong bếp nữa. Cậu ấy sẽ chẳng ngại làm việc ở bất cứ nơi nào được chỉ định, miễn là cậu ấy được phục vụ Thiên Chúa. Dạ.
Con nghĩ thế là đủ rồi. Kể từ lúc này cậu ấy được nhận vào làm trợ sĩ. Mong rằng ông cậu của cậu ấy đừng nổi nóng. À, ông cậu, vâng, đúng rồi. Nhưng con không tin rằng ông ta vui lòng đâu. Trợ sĩ, trợ sĩ. Tại sao em lại có thể cho con vào trong dòng để trở thành một trợ sĩ à? Anh rời Panama đến đây chỉ để mắng mỏ em thôi sao? Tốt hơn anh lên, khỏi đi đi, và đi đi. Anna, em thật là điên. Martin có một tương lai rất sáng lạn. Con của anh không phải chỉ là đề hạng biết rửa chén quét nhà. Thế anh không biết tương lai của một đứa da đen là như thế nào sao? Nó là con của tôi. Con của anh chẳng khác gì hơn những đứa lai ở trong miền đất này. Một đứa trẻ chẳng ai thèm tôn trọng. Chẳng một người da trắng nào lại đi chữa bệnh với một thầy thuốc da đen. Em đừng nói thế Anna. Tôi là người tự do, tôi có quyền ăn nói. Có lẽ tại chẳng bao giờ tôi đi học, cho nên tôi không biết đọc. Nhưng đầu tôi nghĩ gì, tim tôi cảm nhận như thế nào, mắt tôi thì đã biết nhìn. Quá lâu rồi, anh xa lánh con của anh chỉ sợ dư luận chỉ trích. Nếu chính người cha sinh thành ra chúng còn sợ gần chúng, anh mong người ta làm gì được cho con anh đây? Nó sắp trở thành một tên ở đợ. Đấy là quyết định của nó. Anh có thể trao đổi với nó, nhưng anh không thể thay đổi được nó đâu. Nó có một ý chí bằng thép, và em tin chắc nó rất là hạnh phúc. Thật là hạnh phúc đấy. Cháu không thấy quét vườn. Cháu không thấy quét vườn. Ông thầy quét vườn ơi. Thưa ông Diego. Con thật là mừng được gặp lại ông. Thế ra đây là cái hậu quả khi anh trà đạp lên tất cả những cố gắng của cha anh đấy. Chỉ có biết quét vườn. Cha anh đã nói quá nhiều để bầu cử cho anh. Anh nhìn lại đi. Tôi đã nói không sai rằng anh chẳng bao giờ làm nên cái nghề ngỗng gì, bất cứ một thứ gì. Con chẳng bao giờ quyết định làm phiền lòng cha con. Cha con cứ ép con phải làm nghề mà con không có khả năng làm, bởi vì con quá là kém cỏi. Martin. Martin à? Anh là con trai của dòng quý tộc Tây Ban Nha. Con chỉ là một con chó lai thôi. Anh là con trai ngài tổng quản Panama. Không, thưa ông, con chỉ là một tên nô lệ của những nhà quý tộc. Con ra đời dưới một ngôi sao xấu và con phải biết vị thế của mình. Không việc gì phải mặc cảm như vậy. Không, thưa ông, xin đừng hiểu lầm con. Con rất là hãnh diện trong vị trí này. Với lại, Chúa thật là vĩ đại, đã cho con được vào đây, trong tu viện Đa Minh này. Chị của anh đã lập gia đình rồi. Một cuộc thành hôn, nơi mà tình yêu đã chiến thắng sự kỳ thị. Nó đang ở Lima đây. Thật hả ông? Ở Lima đây? Thật hả ông? Nó tới đây với mẹ anh. Tôi tới đón, để anh được đi gặp cả hai người. Xin Chúa chúc lành cho ông, thưa ông Diego. Được, mình đi thôi. Juanita, Martin, em ơi, chị nhớ em quá. Martin ơi, em cũng thế nữa. Mẹ ơi, xin mẹ ban phép lành cho con. Chị đẹp quá, chắc chắn rồi. Nó thật là may, nó giống chị tôi là bà nội của các cháu, như đúc vậy. Và Chúa ban cho nó một sự duyên dáng khác thường đấy. Ông nội ơi, ông cứ quá đề cao con thôi. Ông nội, con bắt đầu gọi ông ta là ông nội từ hồi nào vậy? Đối với Julieta, tôi đã là ông nội từ lâu rồi. Cũng nhờ cái thằng bố ngốc nghếch của nó, để con bé lại cho tôi chăm sóc, và tôi đã lo lắng cho nó, cho tới ngày nó đi lấy chồng. Xem đi, ngài Diego thành Miranda là như thế đó. Tôi tin chắc tôi đã làm một việc tốt, và nó đã gọi tôi là ông nội.
Tôi không muốn gì hơn nữa đâu. Ông nội hay bản gắt nhưng có tấm lòng vàng đấy mẹ. Con gái của chị đã thu phục được lòng tin của tôi từ lâu. Và cũng nhờ cháu, nhất là vào các ngày Chủ nhật, tôi thấy bớt cô đơn hơn nhiều. Thấy chưa? Da đen và dân lai đâu phải là những người xấu đâu. Dĩ nhiên là không. Chúng mang trong mình dòng máu cao trọng của tôi mà. Sao? Thưa mẹ, con xin mẹ, có rất nhiều điều để chúng ta phải biết ơn ông. Đã thấy cái thằng da đen đầu lừa đó nói gì chưa? Tôi chính thức đặt Chanta là kẻ thừa kế gia tài của tôi. Tất cả bất động sản sẽ thuộc về nó, do chồng nó quản cai. Còn cái tên đầu lừa Martin kia sẽ chẳng nhận được một xu nào. Hôm nay ông bị con gì nó cắn đấy, tự nhiên đổi 360 độ. Chẳng làm sao cả, chẳng có con gì nó cắn tôi hết. Chỉ vừa phải thôi nhé. Tôi sẽ đi tìm lục sự viết giấy chuyển nhượng tài sản của tôi cho Khoa Kinta. Tại vì tôi thích như thế thôi. Thế còn cháu trai của ông? Mẹ ơi, thôi đi mẹ. Không, càng ngày Jean de Porres càng ít đến Lima này. Và đấy là lỗi của ông ta. Ông chẳng bao giờ thương chúng tôi. Ông tìm cách làm cho anh ấy ghét chúng tôi. Ông tệ quá. Mẹ ơi, cho con xin. Không. Joan xa lánh mọi thứ. Trong lòng cháu tôi, tham vọng vượt thắng tất cả mọi thứ khác. Nó đang xây dựng sự nghiệp ở Panama. Và ai mà biết được, có thể chúng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Thầy ơi, chuẩn bị xe ngựa nhé. Cha bề trên sắp ra ngoài để bán ít đồ quý. Nhà hết tiền rồi. Tình hình thật là nghiêm trọng. Và cha bề trên phải đi kiếm chỗ để mượn tiền. Nhanh lên đi thầy ơi. Xin thầy nhanh dùm cho. Thầy xin gì vậy thầy Martin? Xin kính chào cha bề trên. Con vừa được biết là nhà chúng ta đang gặp khó khăn. Con biết là khó khăn về tiền bạc. Đúng. Tình hình là như thế đấy. Và cha muốn bán một số đồ quý. Chúng ta phải bán đi một ít đồ cổ. Con biết là một tên lai, nếu bán làm nô lệ, sẽ có giá là 1,000 đồng peso. Con xin hiến mình con. Thầy không biết thầy đang nói gì đấy, thầy Martin à? Con biết chứ. Thánh Đa Minh cũng đã biến mình thành nô lệ cho rợ mua để đổi lấy một người Kitô hữu. Thưa cha, con rất mừng nếu con có thể giúp được một điều gì đó ích lợi. Xin Chúa chúc lành cho con. Nhưng cũng chính Thiên Chúa đã đem thầy đến đây sẽ giúp đỡ chúng ta trong mọi sự. Thưa cha bề trên, tu viện Mân Côi là tu viện nổi tiếng nhất. Dân thành Lima rất hãnh diện để tôn vinh hình của mẹ thánh Lima. Sao chúng ta lại đem đền thờ kính mẹ để biến nó nghèo đi? Nếu đây là niềm vinh dự của trung tâm Peru mà, làm sao mà chúng ta có thể làm nó nghèo đi được? Thưa cha bề trên, xin cha, xin cha hiểu cho lòng con, xin cha hiểu cho điều đó. Niềm vinh dự của Peru không thể vượt quá được sự sốt mến của con. Thế nhưng tâm hồn cao thượng như của con có cần phải chịu hy sinh không? Hãy đi đi và làm điều con phải làm. Con hãy đi chăm sóc cho các bệnh nhân và để cha lo giải quyết việc này một cách tốt đẹp nhất. Phúc cho ai biết xót thương, những ai có lòng nhân từ và những ai có lòng trong sạch.
Và những ai biết kiến tạo hòa bình, hãy mừng vui lên, hãy thi hành bổn phận của mình một cách hân hoan, bởi vì phần thưởng của anh em ở trên trời sẽ rất bội hậu, rất bội hậu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Nhìn Rosario đi kìa, cô ấy duyên dáng thật. Con gái của bà Marta đúng là hoa hậu của Lima. Chắc chắn cô ấy sẽ hấp dẫn lắm. Không, không đời nào đâu. Tội cho con nhỏ thật rồi, nó sẽ chết ruột, chỉ biết lo lắng cho bà mẹ quá thôi. Lạy cha nhân từ, cha đã sai con cha xuống thế để cứu độ chúng con. Cha đã sai đấng được sức giàu đến để cứu loài người chúng con. Con xin cha ban cho giáo xứ này được bình an, được hòa thuận và xin chúc lành cho các gia đình chúng con. Xin cha chăm sóc cho từng người trong giáo xứ này và xin ban cho chúng con được sự hiểu biết. Chúng con tha thiết cầu xin cha. Tất cả chúng con xin cảm tạ cha. Martin, Juanita, chị đưa giỏ này đến cho em. Có nhiều chanh. Chị hái từ cây chanh của chúng mình cùng trồng chung. Em có nhớ chứ? Làm sao em quên nổi? Mẹ cũng muốn đến, nhưng mẹ đi không nổi. Mẹ nhiều tuổi rồi. Vâng, mẹ già rồi. Chị cũng đem bánh mì với trái cây đến cho em. Nhiều thứ quá. Em cảm ơn chị. Xin Chúa chúc lành. Đi theo em chứ, đi. Này, phần của bạn đây, trái cây bồi bổ cho thân xác, xin Chúa chúc lành cho bạn nhé. Có ít bánh cho bạn đây, xin Chúa chúc lành cho bạn. Này, cầm lấy đi, chị ơi, xin chị cầm lấy cái này đi. Xin cảm ơn Thầy. Xin Chúa chúc lành. Thưa Thầy, xin làm ơn. Con không thể chịu nổi nữa, tay con đau quá. Xin Thầy nhìn ngón tay con đây này. Con là một thợ đóng giày, con không thể nào làm được như thế này nữa. Bình tĩnh đi nào anh bạn, bình tĩnh. Bình tĩnh. Anh đưa tay cho tôi xem nào. Anh có thể ra đi bình an rồi, anh bạn ơi. Mình đi thôi. Thầy muốn giỡn mặt với tôi hả? Sao anh lại nói là tôi muốn giỡn mặt với anh? Thầy nghĩ rằng thầy chỉ cần ban phép lành là khỏi à? Thế là thế nào? Sao thầy không đem thuốc đắp mà thầy vẫn quen làm một thứ kem bôi mà ai cũng đã nói tới đó? Hả? Sao thầy lại giỡn tôi? Bình tĩnh anh bạn. Sức khỏe của anh là đến từ trời. Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sai chúng con. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo. Nhưng cứu chúng con cho khỏi. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Được rồi, sáng mai tôi sẽ gặp lại anh ở phòng thuốc của tu viện. Chúng ta sẽ xem tình hình như thế nào. Bây giờ tôi phải đi anh bạn nhé. Chúc anh đi bằng an nhé. Này, này mọi người xem đây này. Tôi khỏi rồi đây này. Này anh bạn, không cần phải làm như thế. Tôi mong gặp lại anh ngày mai nhé. Xin Chúa chúc lành cho anh. Vâng, xin Chúa chúc lành. Thầy Martin, thầy vừa làm phép trên tay của anh ta có phải không? Anh ấy không còn đau nữa. Vâng, đúng thế. Thực ra thì người ta đóng giày có ít đức tin lắm. Tay anh đã khỏi rồi, nhưng anh ấy vẫn yêu cầu tôi phải bó thuốc cho anh ấy. Thế thầy bó cái gì cho anh ta vậy? Tôi nhét một miếng da đóng giày vào bên trong. Da đóng giày à? Xin mời cô mua hoa.
Việc gì phải mua hoa? Trên đời này chẳng có thứ hoa nào đẹp bằng em đâu. Đúng thế, em đẹp hơn bông hoa đẹp nhất trên trần đời. Tôi mong từ nay anh đừng bao giờ theo tôi thế này nữa không? Xin em đừng bỏ đi. Ít ra cho tôi được biết tên ông Rosario. Vâng, con lại đây ngay thưa mẹ. Rosario, tên em đẹp quá. Tên em chả khác gì mật ngọt làm cho đời anh bất phiền cay đắng. Xin cho anh biết đi, lúc nào mình sẽ gặp lại nhau nào? Không, không, Rosario. Tên cuối là Rosario. Rosario, con làm gì với cái anh chàng đó? Chẳng làm gì cả mẹ à, anh ấy chỉ muốn chào con thôi. Mình đi thôi. Quan nhiếp chính xin được đưa mẹ con mình về nhà đấy. Đi thôi con. Ê, các bạn làm gì ở đây thế này? Ăn đi, đừng có đánh nhau nghe. Phải biết sống chung hòa bình với nhau chứ. Không, còn cậu thì không, cậu phải ăn bữa tức. Vấn đề là cái ông thầy dữ tợn bọn này không ưa ông đang có mặt ở đây. Cút đi, con mèo. Anh phải mở mắt mà xem cái bếp này chứ, chẳng khác gì một cái chuồng heo. Tôi không thể nào có thể hiểu được anh. Tại sao anh lại ăn uống chung với những con vật nhơ bẩn này? Phải ít ra anh phải ngồi trên cái ghế chứ. Thế anh nghĩ rằng mình không được bằng mấy cái con vật đó hả? Im đi, đừng cắn nhau. Phải biết hòa hoãn mắn với nhau chứ. Để tôi tới cắn chết cho nó. Không. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Đừng làm như thế. Bởi vì những con vật nóng giận sẽ kết thúc đời mình trong lò mổ đấy. À, thế bây giờ anh là nói chuyện cả với súc vật à? Đồ chó hoang. Để tôi tới cắn nắn cho. Sao tôi ghét hắn thế không biết. Lạy Chúa, xin giúp con với. Xin giúp con với. Con bị sốt. Con chết mất. Thầy Martin ơi, tôi chẳng còn đủ sức để gọi thầy nữa. Thầy ơi, bình tĩnh lại đi. Thế nhưng cửa phòng tôi khóa mà. Duy nhất chỉ có cha bề trên là có cái chìa khóa thứ hai thôi. Sao chuyện lại như thế này hả? Thôi nào, tôi không muốn nghe thêm nữa. Toàn là cứ hỏi hỏi thôi, nghỉ đi. Liệu tôi có chết vì bệnh này không thầy? Cha đã muốn chết chưa? Chưa. Tôi chưa muốn chết. Vậy thì cha sẽ không chết đâu. Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện dâng cha. Giật lấy, chạy đi. Thưa cha bề trên, thành phố Lima đang có bệnh dịch. Bệnh dịch à? Bệnh đại dịch thật là khủng khiếp. Thế không thể vãn hồi được trật tự hay sao? Không, không, không. Vì dân chúng có súng. Chúng tôi xin nhờ các thầy giúp bệnh nhân trong thành phố. No, xin thầy xuống nhà nguyện. Xin thầy Martin chuẩn bị phòng thuốc đi. Không được rồi, thầy Martin không có ở nhà. Hôm qua còn thấy thầy cưỡi lừa đi tới Macambo. Sao lại thế được nhỉ? Đêm hôm qua tôi, thầy đã đến phòng con để điều trị cho con. Mặc dù phòng con khóa kỹ, và thầy ấy đã chữa con khỏi cơn sốt đấy. Cha đang nói đùa con đấy à? Tôi tin rằng sáng hôm nay, mau lên. Lạy Chúa, bệnh đại dịch, bệnh đại dịch. Đừng sợ gì, thưa thầy. Thầy cứ xuống phòng bệnh đi, con sẽ xuống đó ngay. Thầy cứ xuống đi. Bình tĩnh đi con. Con sẽ khỏi mà. Martin, Martin.
Bồng cậu này lại, cậu duy năng lắm. Vâng, hãy nằm xuống đây. Cậu nhỏ thiên thần ơi, con sẽ sớm khỏi bệnh mà. Martin, anh ở đây à? Nào, tới đây thầy Valesco. Đây, đây là một bó mù tạt. Thầy đắp lên trán bệnh nhân, như thế tình trạng bệnh nhân sẽ sớm cải thiện nhé. Tốt lắm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Bệnh viện Lima. Ở một nơi nào đó trong thành Lima. Đừng sợ thưa thầy. Có quá nhiều người chết. Chúng tôi phải tiêu xác người. Nếu không bị dịch lan ra rất mau chóng. Xin đừng cứ lấy đồ đạc trong nhà tôi. Bàn ghế giường bất cứ thứ gì bằng gỗ. Cửa không cửa sổ. Vâng. Cô ra đây làm gì vậy Rosario? Mẹ con nói con phải ra giúp thầy. Phụ nữ không ra ngoài rất nguy hiểm. Xin thầy Martin, xin con xin giúp thầy. Cô lại bệnh viện đi với tôi đi. Ở đó có rất nhiều cái phải làm. Đi lối này Rosario. Pablo. Pablo. Tôi xin để cô Rosario lại giúp anh. Cô ấy tình nguyện. Anh phải dạy cô ấy những gì mà tôi đã chỉ cho anh nhé. Có được không? Được hả? Xin làm ơn chăm sóc cho cô ấy. Nhé, có được không? Tôi xuống dưới kia để giúp những ai dưới đó. Việc đầu tiên phải làm là... Là làm gì? Phải cảm ơn Chúa đã sai em tới đây Rosario ạ. Họ đem rất nhiều bệnh nhân tới và chúng ta chẳng thể làm gì được. Chúng ta chẳng còn chỗ nào trống cả. Em ra lại đi giúp anh Pablo. Vào đây đi. Nhà của chị cũng là nhà của em. Xin cảm ơn chị Joanna. Không còn chỗ cho người bệnh nữa. Nằm xuống đi anh bạn. Chị giúp đắp chăn cho anh ấy đi. Xin mọi người bình tĩnh nhé. Chú sẽ giúp tất cả các bạn. Các bạn đừng lo. Tại Philippines, người tôi nóng như lửa. Có ai cho tôi xin một ly nước không? Xin ông uống đi. Ông là ai? Xin uống đi, ông ạ. Từ từ, chút một thôi. Thêm một hớp nữa đi. Đó. Thấy chưa? Xin cảm ơn. Tôi hứa với ông. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi cơn sốt của ông hạ xuống. Ông nghỉ ngơi đi. Nghỉ đi. Ông cần phải nghỉ ngơi. Hãy tin vào Chúa. Chúa chẳng bao giờ bỏ chúng ta đâu. Hãy nghỉ đi. Hãy nghỉ đi. Cha vẫn thấy là cha bị choáng hả? Velasco,
Con thấy thầy ở lại đây ở kia, nhưng chỉ có một lối vào mà thôi. Thưa cha, con không thể nào hiểu nổi. Người ta gọi đó là sự hiện diện ở hai nơi đó. Đối với tôi thì chẳng có gì là lạ cả. Thầy ấy được ơn đó và còn nhiều phép lạ nữa. Thầy ấy không phải là một tu sĩ, thầy ấy là một đứa con lai. Nhưng cha có tin rằng đấy là phép lạ không? Lạy Chúa, con xin Chúa chăm sóc tất cả những ai có đầy lòng thương xót, đã tự nguyện tới đây để giúp vào lúc thật khẩn trương và đầy tang thương này trong kinh thành của các vua. Và con cũng xin cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Cha trên trời. Con xin cảm ơn Cha đã ban cho con được ơn chữa lành để có khả năng giúp đỡ các anh em của con và cũng có khả năng được tới với họ bất cứ nơi nào họ cần đến con.